một chiếc xe bồn chở khí hóa học đang tiến vào thành phố. Tên áo đen đeo mặt nạ phòng độc bắt đầu mở van xả khí. Những làn khói trắng phụt ra từ chiếc xe, làn khói độc từ từ lan ra khắp thành phố. Những ai hít phải loại khói này đều lên cơn co giật và sủi bọt mép. Một chiếc xe mất kiểm soát lao thẳng vào xe chở ga tạo ra một vụ nổ lớn. Cả thành phố bây giờ bị lấp đầy bởi làn khói độc, thảm họa diệt vong có thể sẽ xảy ra. Người dân thi nhau chạy đua với tử thần. Hãy cùng 10 điểm review theo dõi bộ phim này nhé. Đây là Yong Nam Anh, năm nay đã hơn 30 tuổi, hiện tại đang thất nghiệp, tình trạng vẫn còn độc thân. Ngoài đam mê leo núi ra, anh chẳng quan tâm đến thứ gì khác. Yong Nam và gia đình mình ngày hôm nay sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng thọ cho bố mẹ mình. Tại đây anh bất ngờ gặp lại Yui Ju, người mà trước đây anh thầm thương trộm nhớ. Cô giờ đây đang làm phó quản lý của một nhà hàng. Còn Yong Nam hiện tại vì vẫn thất nghiệp, để lấy le với gái anh ta Sạo Lìn là đang làm trưởng phòng của một công ty đa quốc gia rất lớn. Có khả năng là công ty báo nhà anh em ạ. Ở trong nhà hàng, bữa tiệc vẫn đang được diễn ra. Không khí gia đình rất đầm ấm và vui vẻ. Lúc này ở bên ngoài có một chiếc xe bồn rất lớn đang tiến vào trong thành phố. Chiếc xe dừng tại trụ sở hóa chất Anser mới khai trương. Một tên áo đen đeo mặt nạ chống độc từ trong xe bước ra, tay cầm cái vô lăng. Hắn ra bắt đầu mở van ở xe bồn. Những bảo vệ bắt đầu đến kiểm tra xem có vấn đề gì. Một gương mặt tràn đầy sát khí và sự bất cần quay lại. Đột nhiên những làn khói trắng phụt ra xung quanh xe bồn. Ở nhà hàng mọi người vẫn đang vui vẻ chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Làn khói trắng bắt đầu lan dần đến khu phố. Người dân phấn khích selfie cùng với hiện tượng lạ này. Bọn họ vẫn thản nhiên hút thuốc chưa biết chuyện gì. Một người đàn ông đột nhiên sùi bọt mép ngã lăn xuống đất. Những người dân bây giờ mới ý thức được có một sự nguy hiểm đang tràn đến. Cả thành phố chìm trong làn khói độc mờ ảo. Một chiếc xe đang bốc cháy bị mất kiểm soát lao thẳng vào chiếc xe chở khí ga tạo nên một vụ lớn. Bình ga lao thẳng vào nhà hàng nơi Yong Nam cùng gia đình đang tổ chức tiệc. Cả gia đình náo loạn tìm lối thoát. Yui Ju đến kiểm tra nơi xảy ra sự cố. Cô ấn chuông báo động và hô hoán mọi người ra khỏi tòa nhà. Ngoài đường phố đang rất náo loạn. Yong Nam vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khí độc đã dâng cao lên đến tận 5 tầng. Người dân cố gắng chạy thật xa để không phải hít loại khí độc kỳ lạ này. Bất kỳ ai khi hít phải khí này đều bị nôn ói và mất kiểm soát. Yui Ju hô hoán các khách hàng vào trong tòa nhà. Chị Yong Nam vô tình vấp ngã hít phải khí độc. Anh vội bế chị lên nhà. Cô đau đớn lên cơn co giật nằm trên chiếc bàn. Anh bảo mọi người hãy cởi đồ chị ra để làm mát. Bên dưới chân tòa nhà bao quanh là một màn sương khói mờ ảo. Hơn nữa khói độc đang không ngừng bay lên phía trên. Anh biết rằng cần phải di chuyển lên cao để tránh làn khói độc. Nhưng chị gái của Yong Nam sắp không thể chịu nổi nữa rồi. Cõng chị ấy đi chỉ khiến cho chị càng thêm đau đớn mà thôi. Yui Ju nhanh chóng nghĩ ra một cách. Cô tìm một mảnh vải bàn và hai cái cây lau nhà. Một cái cáng cứu thương đã được tạo ra sau vài bước đơn giản. Nhưng bọn họ không dám đi vào thang máy. Tất cả đã chạy sang cầu thang bộ để đi lên phía trên. Khó khăn lắm họ mới trèo lên được đến sân thượng. Nhưng khốn nạn ở chỗ là cánh cửa lại bị khóa chặt không thể mở ra được. Tay quản lý khách sạn định đi đến mở cửa, mà quên mất rằng là chìa khóa đang ở nơi khác. Cánh cửa này rất khó để phá nếu không có chìa. Chỉ có một cách duy nhất là mở từ bên ngoài. Thời gian là vàng là bạc. Bọn họ vội vã chạy xuống tầng dưới để tìm chiếc chìa khóa, nhưng đã lật tung khắp nơi mà vẫn không tìm thấy nó. Bây giờ chỉ có ở tầng 1 mới có chìa khóa dự phòng, nhưng lúc này ai mà dám đi xuống lấy chứ? Ở dưới đó sớm đã bị khói độc bao phủ rồi, xuống đấy không khác gì là tự sát. Hơn nữa mặt nạ chống độc cũng chỉ có thời hạn dùng được 10 phút. Khói độc càng ngày càng dâng cao, bọn họ phải nhanh chóng nghĩ ra cách khác. Yui Ju và Yong Nam đi đến trước một cửa kính. Anh đã đưa ra một quyết định rất mạo hiểm, đó là trèo lên trên sân thượng, sau đó sẽ mở cửa từ bên ngoài. Boy đẹp trai nói là làm. Anh ấy bắt đầu dùng những chiếc cắp ném liên tục vào cửa kính, nhưng rất tiếc đây là kính cường lực, rất khó để có thể phá hủy, không khác gì muỗi đốt inox cả. Hết cách rồi, anh chỉ còn cách sử dụng chiêu cuối. Anh ấy lấy hết nội tại dùng combo lốc xoáy thần trưởng. Cửa kính cuối cùng cũng đã vỡ rồi. Yong Nam tìm được một đoạn dây thừng buộc chặt lấy người, sau đó anh thay một đôi giày thể thao và chuẩn bị hành động. Đột nhiên người bố nghe thấy đã chạy đến ngăn cản anh, chửi mắng anh một trận ra trò. Vì trong mắt gia đình Yong Nam, anh là một cậu nhóc bất tài. Yong Nam biết rõ mình không thể kéo dài thời gian thêm được nữa. Tòa nhà cao tầng kia cách đó hơn 10 mét, có gái xinh bên cạnh anh liều mình nhảy qua bên kia. May mà Nam vẫn còn sống sót, nhưng nhìn có vẻ sắp rơi xuống rồi. Cháu trai hốt hoảng hét lớn, cậu ơi cố gắng trèo lên đi mà. Phía dưới là làn khói độc chết chóc và sau lưng lại là người nhà. Trước mặt anh chính là cơ hội cứu sống cả gia đình. Yong Nam bỗng chốc tràn đầy sức mạnh. Yui Ju rất hiểu chuyện ném cho anh chiếc ba lô, trong đó là móc khóa và mấy hộp phấn viết. Tất cả đều là những thứ hỗ trợ cho leo núi. Anh ấy lập tức nghiền nát mấy hộp phấn làm thành bột mịn. Thời gian có hạn, Yong Nam bắt đầu điên cuồng trèo lên trên cao. Sau khi leo lên sân thượng của tòa nhà, anh ấy không chút do dự cầm lấy một cái cây gậy sắt, nhảy sang bức tường bên. Đạo diễn đã cứu anh một mạng. Anh ấy bắt đầu bám vào những mỏm gạch ở trên tường để trèo lên phía trên. Phía dưới chính là vực sâu không đáy, chỉ cần lệch vài ly thôi thì đúng còn cái nịt. Tiếp đến là lấy dây thừng quấn chặt vào móng gạch, sau đó từng bước trèo qua chỗ nguy hiểm.
không phí những tháng ngày quay tay mệt mỏi. Giờ đã đến lúc được thể hiện khả năng quay tay của mình. Tích cực quay tay vận may sẽ đến, nhưng chưa thấy vận may đâu. Cột đèn mua ở Shopee nên đã không trụ nổi sức nặng của Yong Nam. Cột đèn gieo cho Nam hy vọng rồi lại dập tắt. Dây thừng bảo hộ cũng đã bị căng không đủ độ dài, mà chân anh ấy vẫn chưa tìm được điểm bám. Lúc này chỉ có Chúa phù hộ Yong Nam, nhưng khả năng là diễn viên chính luôn bất tử. Biết được điều đó, Yong Nam tháo bỏ dây thừng. Iwizu đã lập tức hét lớn, anh bị điên rồi à? Đúng là đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu. Đây là cơ hội để Yong Nam lấy le với gái. Cuối cùng anh đã thành công trèo lên được. Yong Nam nhớ lại trước đây, vì để thể hiện bản thân mình trước mặt Iwizu mà bản thân đã liều mạng nhảy một lần, nhưng lần đó lại thất bại. Còn lần này mà thất bại chỉ có thể chết. Nhưng may thay lần này Yong Nam đã lên đỉnh thành công. Khi có sự hỗ trợ của Iwizu, anh ấy nhanh chóng chạy đến mở cửa trái tim. Tất cả mọi người vội vã chạy ra ngoài, nhìn thấy người nhà của mình đã bình yên vô sự. Và cả ánh mắt Iwizu quan tâm lo lắng, Yong Nam vui sướng trong lòng may mà không trượt đấy. Một lúc sau trực thăng cuối cùng cũng đã đến. Bọn họ điên cuồng kêu gọi hò hét, nhưng trực thăng trên cao căn bản là không nghe thấy gì. Bất chợt Iwizu nghĩ ra dùng đèn điện thoại nhấp nháy theo tín hiệu SOS, nhưng ánh sáng quá yếu làm mãi chả được. Trên TV đưa tin đã truy tìm ra nhà hóa học đánh khí độc. Hóa ra nguyên nhân là do ông ta bị cướp mất bằng sáng chế của loại khí độc này, nên mới xả khí độc ra cả thành phố để rửa nỗi hận. Số lượng nạn nhân nhiễm độc đã lên tới 5 triệu người. Trong khi này nhóm người làm mãi cũng vẫn không gọi được trực thăng, bởi vì ánh sáng của họ hát ra quá nhỏ. Iwizu rất thông minh tìm thấy cầu dao của tòa nhà. Cô điều khiển đèn bảng hiệu của tòa nhà lúc tắt lúc sáng. Quả nhiên cột đèn nhấp nháy đã thành công, thu hút được sự chú ý của chiếc trực thăng cứu trợ. Mọi người đã vội vã trèo lên trên thang dây, nhưng số lượng người cứu hộ có hạn. Dây cứu hộ chỉ chịu được cân nặng khoảng 20 người. Yong Nam nhường cho gia đình mình lên trước. Bố anh không muốn con mình chịu khổ, không muốn anh ở lại nên đã đòi xuống để con mình lên. Đúng là bố mẹ nào cũng thương con hết mình dù cho phải đánh đổi cả mạng sống. Cuối cùng Yong Nam và đã chọn ở lại trong sự hò hét của bố mẹ. Nhìn chiếc trực thăng ngày càng xa dần, đột nhiên Iwizu đã không nhịn được nữa mà bật khóc. Thực ra cô cũng muốn được lên đó lắm, nhưng tất cả là vì trách nhiệm của người quản lý. Rất nhanh một chiếc trực thăng khác đã xuất hiện, nhưng vui mừng chưa quá 2 giây, trực thăng liền bay đến tòa nhà đối diện. Bởi vì bên đó tập trung có nhiều người hơn, Yong Nam biết rằng họ không thể chờ đợi thêm được nữa. Họ phải chạy đến nơi cao hơn. Yong Nam chạy đi tìm công cụ và phát hiện khói độc đã lan đến nơi rồi. Không kịp nghĩ nhiều nữa, Yong Nam nhanh chóng nhét cuộn dây vào trong ba lô. Còn Iwizu thì đã tìm được 2 bộ quần áo bảo hộ. Bây giờ nếu muốn sống họ bắt buộc phải chạy thục mạng, mà mặt nạ phòng độc chỉ có tác dụng trong vòng 10 phút. Ở cái thành phố chết, những chiếc điện thoại vô chủ đang reo khắp nơi. Không còn nhiều thời gian nữa, bọn họ chạy đến một cái sân thượng khác, nhưng nó cũng bị bao phủ bởi một làn khói độc rồi. Yong Nam không nói nhiều, anh lấy ra tấm màng lọc cuối cùng sót lại, thay thế màng cũ rồi sau đó bỏ mặc Iwizu chạy trước. Mà mặt nạ phòng độc của Iwizu cũng đã sắp hết tác dụng rồi, cô ấy chỉ có thể giơ hai tay lên cao. Hết cách rồi, không thể dựa vào Yong Nam được nữa, chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Bản thân là thành viên của đội leo núi nên trèo lên khá đơn giản. Rất nhanh Iwizu đã thành công trèo lên đỉnh. Cô ấy bắt đầu chửi mắng Yong Nam, trách móc anh vì đã bỏ cô ở lại một mình. Cô chửi rủa Yong Nam vì nghĩ cậu bỏ rơi mình và nói sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Vừa dứt câu Yong Nam trèo lên bằng thang, cô xả hết tức giận nãy giờ vào cậu. Yong Nam nói đã rất lo khi không thấy cô, rồi nhanh chóng thay một bộ lọc mới cho Iwizu. Ba cậu đang nhờ taxi chở đến chỗ Yong Nam, nhưng ông ta không đồng ý vì chỗ đó quá nguy hiểm. Dù đã đưa rất nhiều tiền, nhưng do bạn của bố Yong Nam là đồng đội cũ ở lính thủy đánh bạt. Yong Nam và Iwizu đang loay hoay trong một phòng gym và nhận ra đã là ngõ cụt. Họ bật quạt rồi liên tục nhảy cho bay hết khói độc đi, rồi cởi mặt nạ ra để uống nước. Yong Nam chỉ còn cách quăng dây thừng qua. Anh nỗ lực dùng hết sức để ném những cục tạ sang bên tòa nhà đối diện. Iwizu xin đi trước vì nghĩ mình nhẹ hơn. Yong Nam liền hỏi cô nặng bao nhiêu ký, liệu số tạ ném qua đã đủ chưa. Cô liền ném thêm một quả tạ rồi bắt đầu từ từ trèo qua. Từng giây phút cô như đối mặt với tử thần. Một cục tạ rơi xuống làm Iwizu xém rớt. Cô tiếp tục trèo qua và đã thành công leo qua tòa nhà bên kia. Cô giữ dây cho Yong Nam leo qua, nhưng lúc này do cửa sổ mở làm khói tràn vào máy hút mùi ở quán đồ nướng, làm cho làn khói độc được hút từ dưới tầng bay thăng lên sân thượng và sắp lan tới chỗ cô và Yong Nam leo qua. Yong Nam vội vã lùi lại và kêu cô đi đi. Cô bị sợi dây giữ lại. Lúc này Iwizu có hai sự lựa chọn, ở lại hoặc bỏ Yong Nam. Một cục tạ bay qua, Yong Nam vội vã đu dây sang bên này. Lúc này đội thủy quân lục túi của bố Yong Nam vẫn đang cố gắng tìm anh. Dùng mọi người nghĩ cậu đã không qua khỏi, nhưng ông vẫn tin và phát hiện thấy một chiếc fly cầm đang bay. Yong Nam và Iwizu thành công lên được tầng cao nhất, xung quanh toàn là manơ canh. Cả hai xếp các hình nhân lại để kêu cứu. Thấy tay Yong Nam bị thương, cô liền rửa cho cậu và đòi xem chỉ tay để xem đường tình duyên. Cô phán số anh đường tình duyên lận đận đúng nhận sai cãi. Rồi cả hai tiếp tục kêu cứu, nhưng đã phát hiện đám trẻ ở tòa nhà bên cạnh. Iwizu kêu chúng hãy trèo lên bằng đường ống nước. Bố Yong Nam lúc này đang cầu xin đội lái fly cầm cam tới chỗ Yong Nam. Đứa trẻ leo lên nhưng đã bị ngã xuống. Cả hai đang hồi hộp lo cho đứa trẻ thì trực thăng đã đến. Trực thăng lúc này đã phát hiện Yong Nam, cậu rất vui mừng, nhưng Iwizu rưng rưng nước mắt nhìn cậu, hiểu được cả hai khóc trong đau khổ.
rồi quyết định chỉ tới chỗ đám nhóc. Cậu cùng Iwizu tạo hình mũi tên chỉ để hướng đến chỗ đám nhóc. Thấy chúng được cứu, Yong Nam an ủi Iwizu sẽ sớm có trực thăng, thì một tiếng nổ lớn khí độc sắp lan đến. Cả hai tiếp tục chạy đua với tử thần. Hai người liều mình nhảy xuống một cây cầu. Cả hai tiếp tục chạy, suýt thì rớt xuống. Yong Nam lấy một chiếc hàng rào sắt làm cầu thăng. Cậu phát hiện ra một chiếc flycam, thì ra đó là flycam của bố cậu thuê. Cả hai tiếp tục leo lên tòa nhà kế bên. Còn bố Yong Nam đang phải tranh chấp với cảnh sát. Trên truyền hình bắt đầu chiếu cuộc chạy đua của cả hai. Hai người chạy không ngừng nghỉ. Cả hai cắm đầu chạy dưới sự quan sát của hàng ngàn người đang xem live. Vượt qua bãi rác, cả hai tới một công trường và tiếp tục đâm đầu chạy nước rút. Trên mạng giờ đang phát sóng cuộc chạy đua giành lấy mạng sống của cả hai và được những streamer livestream theo dõi. Cả hai phải chạy qua một mái nhà. Do mất thăng bằng nên cả hai đã nắm tay tiếp tục chạy với hy vọng sẽ sống sót. Yong Nam cùng Iwizu bám vào biển hiệu cua hoàng đế để leo lên đỉnh tòa nhà. Nhờ sự tương trợ của Yong Nam cùng với ý chí sống sót, cả hai đã leo lên thành công. Nhưng tới đây đã là đường cùng. Chiếc flycam cũng đã hết pin mà rơi xuống, khiến mọi người giờ đã gần như mất hết hy vọng. Cả hai nhìn xung quanh, Yong Nam và Iwizu lúc này tràn đầy sự tuyệt vọng. Cả hai tự trách ông trời, dù mình đã vì mọi người sao lại bị như vậy. Iwizu ngồi xuống bật khóc vì nhớ mẹ. Yong Nam khóc lớn, tự trách tất cả đều là lỗi của mình, rồi xin lỗi. Cả hai ôm nhau trong nước mắt. Yong Nam trách đời sao chỉ ức hiếp mình, dường như họ thấy thứ gì đó. Cô chăm chú nhìn về một hướng, lúc này đã có rất nhiều chiếc flycam tới cứu họ. Chúng được điều khiển bằng những người dân xem livestream. Rất nhiều flycam nên cánh quạt đã thổi cho làn khói độc thấp xuống. Chiếc flycam còn lại, Yong Nam kêu nó tới gần. Cậu dùng viên phấn như vía thứ gì đó. Chiếc cam gật đầu, cậu buộc dây vào flycam cho nó kéo sang tòa nhà bên cạnh. Flycam cố móc dây thừng vào một đường ống nước. Sau bao nhiêu lần thử cuối cùng đã thành công. Yong Nam và chuẩn bị làm liều. Anh nói với cô cùng nhau lên đỉnh nhé. Cả hai đến 1, 2, 3 rồi nhảy xuống đu dây qua. Nhưng giữa chừng thì bị dừng lại. Đầu dây bên kia sắp bị tuột. Iwizu đưa ra quyết định cắt dây để cả hai bay qua. Nhưng sợi dây đã rớt. Cả hai rơi tự do trước camera. Đột nhiên tín hiệu flycam bị mất, hình ảnh cũng tắt. Bố cậu đau khổ nghĩ rằng con trai mình sẽ không qua khỏi. Gia đình cậu khóc than. Trực thăng lúc này đã tới và đang dò tìm cả hai. Anh phi công đang bất lực thì họ phát hiện tín hiệu cầu cứu. Cuối cùng họ đã phát hiện ra Yong Nam và Iwizu đang bám víu trên một tòa tháp. Cả hai cố gắng leo lên từng bước một, rồi cùng nhau đốt pháo tạo tín hiệu cho trực thăng đến cứu trong sự mừng rỡ. Sáng hôm sau, Yong Nam cùng Iwizu cũng được đưa tới nơi an toàn. Cậu đi tới ôm lấy cháu mình trong sự hạnh phúc. Gia đình chạy tới vây quanh lấy cậu. Bố rất cảm động và vui mừng khi cậu còn sống. Mẹ ôm lấy Yong Nam, cậu xin bà để mình cõng, rồi đi một vòng trong sự hạnh phúc. Lúc này Iwizu đang gọi điện hỏi thăm bố mẹ. Tên quản lý chạy đến, tỏ vẻ quan tâm lo lắng cho cô, nhưng cô đã sớm chán ghét hắn. Iwizu tá tắn lăn đùng rồi kêu hắn đừng gọi mình là em yêu. Cô và Yong Nam gặp lại nhau, cậu trả lại cho cô chiếc móc khóa, nhưng Iwizu chỉ im lặng rồi bảo không lấy vì nó nặng quá, hẹn hôm khác hãy đưa cho cô sau. Chàng good boy Yong Nam không hiểu ý, Yong Nam hỏi lại cô lần nữa. Iwizu chỉ nói nó nặng quá, sau này hãy đưa. Yong Nam mỉm cười vì biết rằng cuối cùng Crash mình thầm thương trộm nhớ. Sau 4 năm thì đã bật đèn xanh cho anh. Cậu ngượng ngùng nói nó nặng thật và hứa sau này sẽ trả cô. Iwizu nở một nụ cười cực tươi, khiến ông trời rất cảm động mà khóc. Cầu vồng hiện ra khói độc trong thành phố cũng nhờ thế mà giảm đi, thuận tiện cho việc giải cứu người dân. Bộ phim kết thúc ở đây. Các bạn cảm thấy thế nào về bộ phim này? Comment cho 10 điểm review biết nhé. Nhớ like và đăng ký kênh để nhận bộ phim mới nhất. Tạm biệt.